Dạ rồi, Ngọc Trung cũng mến chào anh em bà con trên mọi miền đã quay trở lại với kênh của Ngọc Trung nha. Thì lời nói đầu tiên vô video thì Ngọc cũng xin chúc bà con là một buổi chiều ấm áp vui vẻ, cho này niềm vui trong mọi cuộc sống ha. Thì hôm nay về một số cần cho anh em nè. Đó, cần hôm nay về nhiều nha anh em nha. Cần cắt cỏ là cần 30, tum 3 gì, tum 330, cần Rubin, cần Echo, nói chung là đầy đủ ha. Chứ lại có một mớ là máy sét bơm nước giá rẻ nha. Hôm nay là bán giá rẻ cho anh em luôn. À, lâu lâu chỉ có một dịp thôi nha anh em nha. Hôm nay là cuối tháng này có một dịp giá rẻ, Ngọc hôm nay Ngọc bán giá rẻ cho anh em luôn. Lấy rẻ thì bán rẻ cho anh em luôn ha. Đó. Có con nào mà Ngọc lấy cao bán xả cho anh em luôn. Đó, cho đẹp với anh em trong ngày hôm nay luôn ha. Đó, thì hôm nay là ngày đầu tuần đầu tháng hay là cuối tháng gì Ngọc cũng không nhớ nữa. Hôm nay ngày nhiêu ta? À, hôm nay là ngày đầu tháng rồi. Mình cho đẹp luôn nha anh em nha. Đó, thì anh em nào mà mến thương Ngọc thì cho Ngọc xin một nút đăng ký, một nút like nha anh em nha. Thì anh em bà con nào vô coi kênh mà mến thương Ngọc thì like mạnh tay vô nha anh em nha. Đó, thì nói chung là Ngọc cũng cảm ơn trước anh em ha. Thì anh em coi những con máy nào cảm thấy nó phù hợp với mình thì mình cứ chọn nha anh em nha. Đó, anh em coi cho kỹ và lưu ý giùm cho Ngọc cái ha. Toàn bộ tất cả các mặt hàng này là hàng chưa dọn, thì anh em coi những con máy nào cảm thấy nó phù hợp với mình thì mình cứ dọn nha anh em nha. Đó, hôm nay thì cũng chưa có bất bệnh. Đó, hôm qua chốt đơn thì những cái đơn hàng của anh em đã đi hầu lúc 7 giờ kém 20 là hàng đã lên xe hết rồi nha anh em nha. Đó, 7 giờ kém sáng á, đó là hàng đã lên xe rồi. Tại giờ tối qua là 2 giờ chồng Ngọc đã đóng hàng đi hết rồi. Thì hôm nay là hầu sáng á là vợ của Ngọc ở nhà là chỉ cho hàng đi thôi, còn hồi tối qua là Ngọc đóng hàng đi hết rồi. Và Ngọc đi bãi cũng kiếm được mớ cần về cho anh em. Với lại còn một số máy này thì hôm nay bán cho anh em giá rẻ cho anh em về anh em sưu tầm nha. Đó, thì mình coi những con máy nào mà cảm thấy tay nghề của mình hay là muốn học nghề gì đó thì mình cứ coi những con máy nào nó phù hợp với mình thì mình cứ chọn ha anh em ha. Đó, thì anh em coi kỹ thôi nha anh em nha, cứ coi kỹ con máy nào cảm thấy nó phù hợp với mình thì mình có chọn. Thì Ngọc đã báo với trước với anh em rồi, toàn bộ tất cả các mặt hàng này là ship toàn quốc, đều có một cái là không bao phí vận chuyển. Đó là anh em lưu ý giùm cho Ngọc cái nha. Giá của Ngọc đưa ra thì anh em biết rồi, bao ship nữa thì Ngọc lấy gì mà nuôi vợ nuôi con. Có một cái có nhiều khi có cái lời được có 12-13 ngàn à. Đó, anh em coi cho kỹ giùm ha. Thì hôm nay nó có nè, một dàn cần nè, cần nè, tum rồi nè, số bơm nước nè, đó bơm nước nè, rồi cần Echo 251 nè, là cần tum lớn 330, có cần đồ Robin 0403, là có mấy cái chới quan, cái chới của thằng Echo này, là có mấy cái bình gì cái bơm nước. Hôm nay có con đầu xịt thuốc này, con này là nổ rồi nè, giờ bao nổ cho anh em luôn, về nhà chính giới các anh đi xài thôi. Hôm nay có độc quyền có con G3 sơi nhưng mà nó đẹp cực kỳ luôn ha. Với lại có một mớ máy nè, hình như có con cưa này nè, con cưa này, con cưa bu lăng nè, con cưa này bao nổ cho anh em luôn nè, giờ chỉnh gió ra ti xài thôi nè, con cưa này nè. Đó, với lại có còn một con là Robin Komatsu G300 ha. Đó, Komatsu cái đó có về cũng bao nổ cho anh em luôn, về chỉ có là chỉnh gió ra ti xài thôi. Với lại một con TG24, con này là chỉnh gió ra ti xài thôi nè, lên chấn ngang cho anh em rồi. Với lại một con bơm nước này nữa nè, bơm nước này thì về chỉnh gió ra khỏi còn chỉnh đi, với cái này về nhà chỉ vệ sinh nhẹ cái bình xăng nữa thôi. Hôm nay có một con phun phân xả lúa ha, máng này là máng vuông nha anh em nha. Đây máng vuông nè, bình nó sẽ tầm cỡ gần bình nó là 25 gần 30 lít á ha, 25 gần 30 lít gì á. Đó, máy thì cái đới đó thì nó hơi bở một xíu ha, một chút nó gặp xe lên chi tiết cho anh em. Rồi, đầu tiên là vô cho anh em dàn cần trước nha. Đầu tiên vô con số 0 này ha. Con số 0 này lên cho anh em là một con Hitachi nè. Con Hitachi này 23 sơ sơi, nòng 33 ly, tum rời nha, tay lái thì đầy đủ. Thiếu đầy đủ chứng kẹp luôn. Đồ. Con này ngon nè anh em. Đó, là cái này là bán giao lưu cho anh em nha. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 500 ngàn. Thôi 450 đi ha, 450 cho nó giao lưu cho anh em đi. Mã số 0. Đó. Mã số 0 ha. Ừ. Thì hôm nay có 3 cây cần này. 3 cây cần này nha, một cây là còn ti ha. Hai cây cần là 330. Hai cây là 330 này. Hai cây 330. Nhưng mà trong đây có hai cây nó bị cong rồi ha. Một cây là tum 260 mà hai cây là nó bị cong rồi nha. Cong rồi về mình lấy đầu bò nha anh em nha. Rồi. Ba cây này, một cây này thì còn thẳng băng luôn nè. Đó. Rồi. Cái này thì bán cho anh em 150 thôi. Lào rồi chưa? 150 là lào nguyên khúc rồi đó. Đó, ba cây bán cho anh em 150. Mã số 1. Rồi vô tiếp cho anh em nè. Một cái cần nè. Ủa cái cần này cũng bị cong luôn nào. Cần này nó hơi cong rồi. Cần này hơi cong rồi anh em ơi. Nè nó hơi cong rồi nè.
Thôi, 330, cần này hơi cong rồi. Đầu bò còn nè. Thôi bán cây này cho anh em 70 ngàn luôn đi. 70 ngàn. Mã số 2, 70 ngàn nha. Đó. Rồi vô tiếp cho anh em nè. Vô tiếp cho anh em là một cái cần tum rời 260 ha, thiếu trắng kẹp nha. Dài 1,5 m, thiếu trắng kẹp dài 1,5 m nè. Đó, thiếu trắng kẹp này anh em thấy không? Đó, dài 1,5 m. Tum nè, tum còn đẹp xuất sắc luôn, lăng im. Rồi cây này bán cho anh em giá 200. Mã số 3. Số 4 nè. Số 4 là vô cho anh em một cái cần 330 nè. Cần này bị cứng rồi, còn tay lái ha. Còn tay lái, nhưng mà cái đầu bò này, đầu bò này, đầu bò cái kiểu gì đây nè. Nó kiểu vậy nha, nó về kiểu vậy á, mà nó bị cứng luôn. Rồi, cây này thì bán cho anh em bị cứng. Rồi, bán cho anh em 150 luôn. Cái tay lái luôn, 150 ngàn. Mã số 4. 150 ngàn nha. Đó, bán cho nhanh luôn cho rồi. Vô tiếp cho anh em một cái cần nè. Cần này cũng là 330 nữa nè. Đấy, 330 nha. Nè, lăn im nữa nè. Đó, lăn im nè. Cái này thì tay lái hằng hợ, nhưng mà cái đầu này nó muốn sức rồi nè. Về nhà anh em nghiên cứu lại nha. Đó, tay lái nè, thấy không? Đó. Chính kẹp đầu bò đây. Chính kẹp đầu bò đây nè. Đó. Rồi, cây này bán cho anh em giá nó là 250 luôn. Bán anh em 250 luôn nha. Mã số 5. Số 6 nè. Số 6 là vô cho anh em một cái cần 330 nữa nè. Đó. Tay lái nè, tay lái móc cục cao su nha. Nó chấm cỏ luôn. Có đầu bò chính kẹp đầy đủ luôn kìa. Lăn im. Đó. Cây này dài 1,4 m. Rồi, cây này bán cho anh em 300 ngàn. 300 ngàn nha. 300 ngàn luôn. Mã số 6. 300 ngàn. Vô tiếp cho anh em một cây cần của thằng Echo hay Makita gì đây nè. Đây. Đây, Echo hay là Makita gì đây nè. Đó, tum là lăn nè. Lăn im nha. Đó, tay lái nè, đầy đủ nè. Chén kẹp đầu bò đầy đủ luôn. Chén kẹp đầu bò thì đầy đủ luôn ha. Đó, thấy không? Rồi, cây này Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 350 luôn. 350 ngàn. Mã số 7. Mã số 7, 350 ngàn nha. Số 8 nè. Số 8 vô cho anh em một cây cần cắt cỡ tum rời 260 nè. Tum rời 260 nha anh em nha. Chén kẹp đầu bò thì đầy đủ nè. Dài cũng 1,5 m luôn ha. Đó, mẫu mã thì còn đẹp nha. Còn đẹp nha anh em nha. Đó, còn rất đẹp ha. Đây. Đó, rồi. Cây này Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 250. 250. 250 ngàn. 250 ngàn. Mã số 8. Số 9 nè. Số 9 cho anh em vô một cái cần của thằng Ba Lô nha. Mà cái này nó rớt mất cái ti trong đây rồi nha anh em nha. Đó, rớt mất cái ti rồi. Thì anh em giờ kiếm cái ti. Đây còn lửa cắt luôn nè, chén kẹp đầu bò thì đầy đủ luôn, lăn được luôn nha, lăn nè, đó, lăn được nha anh em nha, đó, lăn nè, đó, thì cái cây này có lửa luôn, rồi, cây này bán cho anh em giá 170 ngàn luôn, 170 ngàn, mã số 9, số 10 nè, vô cho anh em là một cái cần, đây là cái cần tum rời 260 nha, mà cái cần này là cần của thằng 1 là của thằng Robin, 2 của thằng Singu nè, đó, cái cần này là tay lái bự chà bá luôn anh em thấy không, đầu bò thì chén kẹp thì đầy đủ, ha, đầu bò chén kẹp đầy đủ, tum rời 260. Nhưng mà cái dòng này là của thằng Robin hay là của thằng Tanaka đời cổ nha anh em nha. Đó, anh em lưu ý giùm ha. Cái này bán cho anh em giá 250 nha. 250. Mã số. Mã số 10 nha anh em nha. Đó, mã số 10. Vô cho anh em một cái cần tum rời của thằng 330 này. Cần này lăn được nè. Lăn được nha, mà mất chén kẹp rồi, mất chén kẹp rồi anh em ơi, mất chén kẹp rồi ha. Cái này nó dài tầm cỡ để Ngọc coi thử nha. Một mét 37 ha. Rồi, cây này dài 1,37 m. Rồi, cây này thiếu chén kẹp, lăn im luôn. Cây này bán cho anh em giá nó là 150 ngàn luôn. À, 170 ngàn đi. 170 ngàn. 11. Lỗ vừa ra lỗ bá chết luôn anh em. Vô tiếp cho anh em một cây cần cắt cỏ nè. Chén kẹp đầu bò đầy đủ nè. Thảo ốc này ra được nha. Nè con ốc đó nè, dặn ra nè. Anh em giờ ấy thì anh em
bỏ cái miếng này ra ha. Đó. Cây này thì tôm là 330 ha, 330. Đó, tôm còn đẹp nha, đẹp xuất sắc luôn nè. Đó, mẫu mã còn rất đẹp. Cái này thì nó dài 1m4 ha, 1m4. Rồi. Cây này bán cho anh em giá nó là 250 luôn ha, 250. Mã số 12. Số 13 nè. Số 13 vô cho anh em là một cây cần nè. Cần đây là cần của thằng Robin 0304 nha. 0304 nữa, một coi thử là nó 0304 vậy. Rồi nồi bơi 30 nha. Ống 28 luôn. Chén kẹp đầu bò thì đầy đủ. À, lăng im, tay lái nó nè, còn đẹp xuất sắc luôn. Nó dài, để coi thử nó dài bao nhiêu nha. Cầm thước ơi. Rồi thước đúng vậy. Rồi cái này nó dài 1m5 nha. 1m5 luôn. Rồi cây này bán cho anh em giá nó là 450 ngàn. Mã số 13. Mã số 13 nha anh em nha. Vô số 14 nè. 14 vô cho anh em một cái cần tôm rời của 330 nữa nè. Đó, tôm rời 330 nha. Này lăn được nè. Đó, tay lái nè, tay lái có luôn nha. Đó, tay lái có luôn. Rồi chén kẹp đầy đủ luôn ha. Chén kẹp đầy đủ luôn. Rồi. Cái này đo luôn. Đâu, cái này có 1m36 à. Có 1m36 anh em à. Cái này bán cho anh em 250 luôn. 14. 15 nè. 15 vô cho anh em một cây cần của thằng Kawasaki nè, không biết cái này có phải của thằng TD33 không nữa nè. Nó màu xanh luôn nha. Cái này gắn vô thằng KT15 được nè. Đấy. Cái này là con ốc nè, con ốc nó dính nguyên cái ổ đạn này, chắc người ta bắt vô cái ổ cước hay sao á. Nè, lăn im nha, chén kẹp đầu bò đầy đủ ha. Này nó dài à. Con này dài á. Bây giờ vừa nha anh em nha. Rồi cái này dài 1m5 luôn ha. Rồi, cây này bán cho anh em giá 270 ngàn. 270 ngàn nha. Mã số 15. 16 nè, vô cho anh em một cái cần của 330. Ờ, cái này bị cứng bà đó rồi. Cứng à. Của thằng Geno nè. Của thằng Geno nè, anh em thấy không? Nè, Geno nè. Đó, cứng rồi, vô mấy sâu á. Thiếu chấn kẹp nha. Rồi, bị cứng. Rồi, cây này có tay lái mà tay lái gãy anh bên à. Rồi. Rồi, bán theo thằng chạy vậy luôn ha. 150. 150 ngàn. Mã số 16. Vô tiếp cho anh em một cái cần của thằng Ruby nè. Cần này bị cứng à. Cứng rồi hả. Cần này bị mục chỗ đây nè. Bị mục chỗ đây anh em. Còn đầu bò bị cứng luôn. Cứng luôn đậu. Cần này dài lắm chứ. Cần này đúng là dài. Nó 1m5 luôn, 1m6 luôn, dài cả 1m6 luôn nè anh em thấy không? Thôi cái cần này bán cho anh em 100 ngàn đi ha. 100 ngàn giờ cắt cái khúc này ra bỏ nha anh em nha. Nè cắt khúc đó bỏ. 100 ngàn. 17. 18 nè, vô cho anh em một cái cần tôm 260 nè ha. Đó. Cần này thì thiếu cũng thiếu chấn kẹp luôn anh em ơi, thiếu chấn kẹp luôn nha. Đó, lăn im ha. Tôm nè, còn đẹp xuất sắc luôn nè. Đó. Rồi cây này bán cho anh em giá 200 ngàn. 200 ngàn nha. 200 ngàn. Mã số 18. Mười chín vô cho anh em một cái cần tôm rời nè. Tôm 260 luôn nè. Lăn im nè, chuông đẹp nè. Đó, mẫu mã còn đẹp nè. Mà cũng là thiếu chấn kẹp luôn nha. Nè, thiếu chấn kẹp luôn nha anh em nha. Đó, thiếu chấn kẹp nè. Đó, thiếu chấn kẹp nha anh em nha. Ừ, thiếu chấn kẹp. Rồi cái này bán cho anh em giá cũng 200 ngàn luôn nha. Rồi 200 ngàn. 200 ngàn. Mã số 19. Rồi. Vô số 20 nè. 20 vô cho anh em nè. Một cái cần. Ủa cần này bị cứng rồi. Cần này bị cứng rồi anh em ơi. Cứng rồi, tôm 260 nha. Bị cứng. Mà nó có cái miếng gì trên đây nè. Đó, chén kẹp thì Ngọc không thấy mà có cái miếng gì trên đây nè. Rồi có cái chấn cỏ luôn. Rồi cái này bán cho anh em giá nó là 150 luôn. 150 ngàn.
150.000. Mã số 20. Số 21 này vô cho anh em một cái cần nè. Cần này là tum 260 nè. Đó, tum 260 nha, cái này của đồ cổ nữa nha. Của thằng Robin Tanaka đồ cổ này. Đó, hay là của Shingu gì á. Nó cây này thì có chứng kẹp đầy đủ luôn nè anh em thấy không? Đó. Rồi, cây này có chứng kẹp đầy đủ luôn. Rồi cây này bán cho anh em giá 200.000. 21. Lưu ý nha. Cần này là của đồ cổ nha. Chừng nào mà những con máy nào mà có cái bố mà du ra thì mới lấy được cái dòng đó nha. Còn không mà mấy cái máy thường á thì bắt buộc phải chim đông đền nha. Vô tiết cho anh em một cái cần 330 nè. Cần này gắn vô GX35R ok luôn nè. Đó, cần tay lái còn đẹp xuất sắc luôn nè. Đó. Có lửa luôn nha. Đó, nó có lửa luôn nè. Nó có lửa cho anh em luôn nè. Cái này giờ tháo ba ngóc này ra lấy lửa ra được hết nha anh em nha. Đó. Dài. Đó 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 đó. Rồi cái này dài 1m44 nha. Rồi cái này bán cho anh em giá 350. Cái này bán cho anh em giá 350 nha. Mã số 22. 23 nè, 23 vô cho anh em một cái cần tum rời 260 nữa nè. Đó. Cái này thì nó có cái tay lái ngắn nha. Rồi thiếu chấn kẹp luôn nè. Đây, thiếu chấn kẹp luôn nha anh em nha. Đó, thiếu chấn kẹp. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 200.000. Lăng im nha, nè. Rồi, 200.000. Mã số 13. 23. Mã số 23 nha anh em nha. Đó, anh em coi kỹ ha. Đó. Rồi, đưa tiếp cho anh em một cái cần của thằng Robin 0304 gì đó nè. Lăng im nè. Đó, chứng kẹp đầu bò NB03 nha. Chứng kẹp đầu bò đầy đủ. Đây. Đó, tay lái nè, tay lái nè, tay lái nhôm luôn. Đó, tay lái nhôm luôn nha anh em nha. Rồi, cái này dài cỡ tầm cỡ 1 mét. Rồi, 1m5 nha. Rồi, cây này bán cho anh em giá nó là 450 luôn. 450 nha. Mã số 24. Nè. 25 vô cho anh em nè. Một cái cần Echo 251, 252, 253 gì đây nè. Đó. Cây này là cao su đó nè. Bên đây có một miếng cao su nè, tuột xuống nè. Bên này không có, bên đây có nè. Đó. Đây, chứng kịp đầu bò thì đầy đủ nha. Đó. Lăng im. Rồi cây này bán cho anh em giá đó là 350. Mã số 35. Mã số 25. Vô tiếp cho anh em nè. Một cái cần 330 này ha. Cần 330. Cần này á thì gắn vô GX35 ETL gắn được hết nha. Ống 28 ha. Đây. Lăng im nhăn thiếu chấn kẹp. Rồi cái này thiếu chấn kẹp ha. Cái này dài tầm cỡ 1 mét. Rồi dài cỡ 1m4 nha, 1m4. Rồi, cây này bán cho anh em giá nó là 200.000. Mã số 26. Vô 27 nè, 27 vô cho anh em một con Robin Esoi 25 nè. Đó, con này thì ống xả 34 lưu lượng nước của nó là 110 lít nước trên phút đấy, tầm cao là từ 114 mét nè. Đó, thiếu là thiếu nắp trên đây. Đó, mẫu mã nè. Có sao bán vậy nha. Bình xăng thì gãy cái cổ xăng rồi, về mình độ ha, mình độ được nè. Đó, đừng có bể ở dưới là được, đúng không anh em? Đó. Rồi, cái này tình trạng đó là bị cứng nha. Rồi, cái này bị cứng bán cho anh em giá 300.000. 300.000 nha anh em nha. Về anh em dọn ha. 300.000. Mã số 27. Vô tiếp cho anh em nè, một con Shingu nè. Komitsu nha, 25 sơ sơ ha. Đó, con này còn ICTF luôn nè. Ống xả 34 nha anh em nha. Lưu lượng nước của nó nè. Lưu lượng nước nó 110 lít nước trên phút, đẩy tầm cao từ 29-35m, đẩy tầm xa 115m ha. Đó, tình trạng của nó coi. Rồi, con này bị cứng bởi bình xăng nha. Con này bị cứng bởi bình xăng. Rồi, con này bán cho anh em giá 300.000. Bao nhiêu? 28. Rồi, 29 nè, vô cho anh em một con Robin nè. Con Robin này thì nó gãy cái cổ trên ha, mắc nắp dưới. Rồi, con này tình trạng nó là bể bình xăng nha, bị cứng luôn ha. Ống xả cũng 34 luôn nha, về nhà độ vô làm ha. Rồi, con này bán cho anh em giá 200.000. 29. Rồi, vô 30 nè, 30 một con Robin Acer 03 nè ha.
con này ống xả 34 thiếu nắp trơn, mình săn nước một đường trên đây. Rồi rồi con này giật được nha, rồi con này bán cho anh em giá nó là 400 ngàn. Mã số 30, nòng 36 ly. Đưa tiếp cho anh em một con Komitsu nè. Con này là G4 sơ nha, nằm trên đầu bơm nước nè, ống xả 34 nè. Bình xăng là bình xăng sắt ha. Đó, bình xăng sắt. Rồi, con này có van đầu đầy đủ luôn nè. Van nè, van ra van vô nè. Nè, dẫn tới dẫn lui nè. Bô đầy đủ nè. Cái này giật được nha, mà Ngọc giật thuộc dây giật rồi. Đó, giật được á, mà thuộc dây giật rồi. Về anh em làm dây giật lại nha. Ừ, giật được nè. Nó hơi vẫn còn chắc đó. Rồi, con này bán cho anh em giá đó là 400 ngàn. 31. 32. Vô cho anh em một con Toka này. Con này hàng Nhật luôn nha anh em nha. Mà nó là cũng xài hai thì luôn ha. Đó, hàng này hàng VIP cho anh em nè. Đó, ống xả 42 nha. Vậy lấy mấy cái con này về làm cho nó mạnh mạo. Hơi thì còn chắc nguội luôn ha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 400 ngàn luôn. 400 ngàn. Mã số 32. 33 vô cho anh em một con cô sinh nè. Con này bể mình xăng dứ rồi nè ha. Bể mình xăng dứ rồi. Đó, còn chớ xăng quanh vào rồ rồi gì, chớ xăng của nó còn nè. Đó, còn hết rồi nha. Nắp trên đây đây, nắp trên đây mất rồi nha. Đó, ống xả 34. Rồi, con này tình trạng nó là không biết nó làm sao mà Ngọc về thì thuộc kỹ dục rồi nha. Đó, thuộc kỹ dục thì bán theo tình trạng về luôn ha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 300 ngàn. 33. Lâu lâu có một dịp bán một bữa cho đã anh em ơi. Đó, anh em nào mua được thì mua nha. Chứ sợ lần sau Ngọc không có nữa. Lâu lâu có một dịp à. Rồi, vô cho anh em một con Robin 04 này ha. Con Robin 04 nha. Con Robin 04 này là ống hút xả, là ống xả 34 ha. Con này thì rồi, con này giật được ngang, giật trắng tinh luôn nè. Rồi, con này bán cho anh em giá 400 ngàn, nồng 40 ly ha. 400 ngàn, thiếu bình xăng mẹ, nồng 40 ly. 34. 35 này vô cho anh em một con máy tàu xuất Nhật nè, 2530 nè. Là có nghĩa là 53 ly hả? Nồng 40 ly hay là 52 ly ta? Đó, hàng tàu xuất Nhật nha, nằm trên đầu bơm nè, ống xả 34 nè, đó. Bình xăng bể nha, bình xăng bể luôn ha. Bình xăng bể luôn. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 400 ngàn. 300 ngàn thôi, bán cho nhanh luôn cho rồi. Mệt. 300 ngàn. 35. 36 nè, vô cho anh em một con bơm nước nè. Con bơm nước này là bao nổ cho anh em luôn nha. Đó, cô xin nè, bao nổ cho anh em luôn. Về nhà chỉ vệ sinh nhẹ cái bình xăng nó xài thôi. Đó, hơi lửa thì khỏi phải bàn ha. Tay cũng gọc đau quá, giật mấy giật. Giờ tay cũng gọc đau quá. Rồi, con này nó là Komitsu nha, G2D ha, thuộc dạng là Komitsu. Ống hút xả là ống xả 34. Lưu lượng nước của nó là 110 lít nước trên phút, đẩy tầm cao từ 29 đến 35 m, đẩy tầm xa 114 m. Rồi, con này bán cho anh em giá 800 ngàn. 800 ngàn. 36. 37 nè, 37 vô cho anh em một con cưa cu lóc này ha. Cưa cu lóc này là 5.5 nha. Đó. Năm xích nó nằm ở dưới đây. À gì, chén cháo chén bát nằm dưới đây ha. Thiếu năm xích nha anh em nha. Đó, hơi nè. Đó. Đó. Hơi còn tốt nha. Rồi, con này bán cho anh em giá là 400 ngàn. 350 luôn. 37. 38 vô cho anh em một con cưa lóc nhựa này ha. Cưa lóc nhựa nha. Con này thì bị chóc sơn cái này xíu thôi. Răng chén cháo nằm dưới đây ha. Đó. Vú đét vú bơm vậy nằm bên đây. Đó, giật hơi cho anh em nè. Đó, thôi vẫn còn chắc nha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 400 ngàn. 38. Vô cho anh em một con cưa Hermilus nè, XL2 nè ha. Răng chén cháo nằm dưới đây. Đó. Rồi, con này bán cho anh em giật hơi nè. Đó, hơi còn tốt nha. Đó. Rồi, con này bán cho anh em giá nó 300 ngàn. Nhiều. Mã số 39. Rồi, vô số 40 nè. 40 vô cho anh em một con Hermilus nữa nè ha. Con này răng chén cháo nằm dưới đây. Đó. Rồi, giật hơi cho anh em nè.
anh em hơi chấp sơn xíu ha. Đó, hơi còn tốt nha, bình xăng con. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 300 ngàn. Mã số 40. 41 nè, vô cho anh em một con Komitsu nè ha. Con này là con Komitsu nha. G300 nè. Đó, G300 nè, lần đầu về giật nhớ cái nghe ra cho anh em nha. Bán cho anh em giá 1.400.000 nha. Mã số 41. 42 nè. Đù, vô cho anh em một con con G3 Sơn này sao nó đẹp dữ ta. Anh em coi nè. Áo này áo inox luôn nha. Nó chốc sơn chỗ này là áo inox luôn nè. Coi ốc tán nè. Siêu vip luôn ha. Đó, lâu lâu có con này đẹp ghê luôn. Coi là ốc nè. Ông anh đã không? Rồi con này bán cho anh em giá 470.000 nha. 470.000, con này quá đẹp luôn. Tự như mới luôn nè. Hơi nè. Nói hơi thế đã không chứ còn mới chát luôn. Ốc tán nè. Vàng khe anh em thấy không? À, đây mà vàng thiệt thì thôi chắc Ngọc ở nhà chắc Ngọc rồi gỡ mấy con ốc này bán lấy tiền thôi. Chứ Ngọc không bán máy anh em à. Nếu đó là vàng thiệt. Rồi, con này bán cho anh em giá 470.000. Mã số 42. Người ta sẽ nói cái câu nói gì không anh em? Nằm ngủ đi mà mơ. Ở đó mà chờ mà người ta lấy vàng, người ta dán ốc lên bán cho mình. Chết cha, con này quên đổ xăng vô rồi anh em ơi. Rồi con này quên đổ xăng vô rồi anh em nha. Con này quên đổ xăng vô rồi. Không bớt không có xăng. Rồi con này là con TD18KE nha. Đó thuộc dạng nè, bơm ti 2 đầu nè. Ti còn inox nè, anh em thấy không? Đó, ti 2 đầu nha. Tăng áp tăng gì ở đây. Đó, tăng lên tăng xuống nằm ở đây. Lên là lên chế ngang cho anh em rồi, mà hết xăng rồi ha. Thì con này bao nổ cho anh em luôn. Ở anh em nào mà sợ thì Ngọc sẽ test cho anh em coi ra. Tại vì nó lên chế ngang rồi. Về chỉnh giới cái anh Ti không à. Rồi con này Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 600.000. Ti 2 đầu về độ lên rửa xe máy đồ anh em. Rửa mấy cái xe máy ở trong rừng đồ á. Mã số 43. 43. Mấy cái đầu này rửa xe cũng mạnh lắm nha anh em nha. Vô tiếp cho anh em một con Echo 281 này ha. Con này là nòng 34 ly hay 35 ly vậy nè. Đó, Echo 281 nha. Con này giật hơi còn tốt lắm. Đó, úi cha, giật mới chát luôn nè anh em. Đó, giật còn mới chát luôn. Nằm trên ba lô nha, thiếu bình xăng. Thiếu một cái bình xăng nha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 400 ngàn. 400 ngàn nha. 400 ngàn. 41. 44. 44 nha anh em nha, 400 ngàn, 44. 45. 45 vô cho anh em là một con Tanaka này. Bể bình xăng rồi ha. Con này giật được nha anh em nha. Con này giật được mà. Đó, coi nè, bố còn dây. Ừ, dây giật còn mới chắc. Đó, giật hơi vẫn còn tốt ha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là một tình trạng đó này. Nó có nhiêu này thôi nha anh em nha. Đó, có nhiêu này thôi nè. Đó. Ừ, giật còn tốt ha. Rồi, con này còn bù ri luôn nè. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 150. 45. 46 vô cho anh em một con TG nè. TG đây là TG24 nha. TG24 nằm 33 ly hay 32, 33 ly gì đây nè. Cái này gắn vô tâm rời 260 gắn vô xịt thuốc được nè. Ha. Cái này lên chế ngang rồi nè. Quên. Ngọc sang anh em nha. Này về chỉnh giới cái anti là giật cho chạy nha anh em nha. Cho nó lên chớ ngang cho mình rồi ha. Khỏe rồi. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 650. 46. 46 nha, 650, 46. 47 vô cho anh em một con Singu nè. Singu này là Singu. Ủa. Lăn sao bị lăn dính gì cứng ngắc đi. Ủa lăn được mà sao nó cứng ở chỗ nào ta? Singu đây, Singu bao nhiêu Ngọc cũng không nhớ nữa. Rồi. Con này bán cho anh em giá nó là 150.000. Mã số là 47.
48 này, vô cho anh em một con Sinawa nè. Sinawa là 221 nha. 221. Con này bể lóc dưới ha. Về lấy bộ hơi trên nha, nó bị cứng, còn y sơi. Còn bình xăng. Rồi cục này bán cho anh em giá 200.000đ. Nhiêu? 48. Mã số 48 nha anh em nha. 49 nè, vô cho anh em một con Robin đồ cổ nè. Hàng độc lạ Việt Nam nè. Đấy, thấy không? Mà bị cứng nha, bị cứng ha. Bình xăng thì Ngọc thấy nó chưa có bể đâu nha. Nhưng mà anh em về nhà coi thử nó có lủng không nha. Đó, dây bori nó còn nè, bị cứng nè. Ồ, độc lạ không? Cái này về nhà mình nghiên cứu mình làm gì cho đẹp ta. Cái này đẹp nè. Rồi, con này bị cứng, bán cho anh em giá đó là 250.000đ, độc lạ Việt Nam. 49. Rồi, có một con máy nè. Con máy này lăn được không? Rồi, con này lăn được mà. Lăn được nha anh em nha, mà nó mất cái bô rồi, mất cái bô lửa rồi. Vậy anh em đổ ha, bình xăng con còn, bình xăng mẹ còn. Cái này giật được nha. Giật được nè. Rồi. Lấy cái con này Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 80.000đ đi. Mã số 50. Đây. Vô cho anh em một con VIP nè, nãy giờ quay mà quên nó đi. Anh em coi nè, hàng VIP cho anh em nha. Bình này thì khỏi phải bàn rồi, bán sợ phân. Đấy, thấy không anh em, thấy không mẫu mã con đẹp không? Bình này là bình hàng này hàng hợi nha anh em, nghĩ là hàng hợi nha. Chỗ này thì nó bị răng, chỗ này nó bể xíu, chỗ này thì không sao đâu ha. Bình lên tới đây là 20 lít nè. Đó, 20 lít nè, lên tới đây là cho nó là thành tầm cỡ nó lên tới đây từ khúc chỗ này, từ cái khúc chỗ này mà lên tới đây ít nhất nó phải tầm cỡ 8 lít nước nữa ít đâu. Nếu mà đo lít nước rồi phải 8 lít nữa. Con này thì bộ xăng nổ rồi nha anh em nha. Đó, lên giúp. Ủa giật cho lực nha. Con này nó là 7030 nè anh em thấy không? Đó, anh em thấy chưa? Vậy lòng con này lớn nha, ủ giật cho lực nha. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 1.350.000đ. 1.350.000đ, về thổi lỗ, thổi gió hả, banh nhà nóc luôn. Mã số 51. Đó, phía vào, phía vào. Vô cho anh em một con máy này nè. Con này là con máy gì đây mà không biết luôn này. Con máy gì mà lạ ta, Ngọc không biết con máy gì luôn nha anh em nha. Nó không có hiệu nào, rớt đâu mất bà đó. Rồi con này bán hên xui cho anh em luôn đi. Con này bít tông thì Ngọc thấy nó vẫn còn sáng nè, không biết cái lăn được hay không thì Ngọc không biết nha. Đó, mất chó mất ổ giật hết rồi ha. Có nhiêu đây thôi. Rồi cục này bán cho anh em giá nó 250.000đ. 52. 53 nè, vô cho anh em một con bốn thì nè. Bốn thì này là bán sát thôi nha, bán hên xui thôi, về lấy gì đây, y sơi nè. Coi thử cái nồng bít tông nó về, anh em mới làm được gì làm nha. Bán cho anh em giá nó 190.000đ thôi. 190.000đ. 190.000đ. 53. Bị cứng rồi nha. Rồi tiếp cho anh em một con Singu nè. Singu này là Singu 237 nè ha. Đó, vú bơm còn nè. Con này xài qua IC tép luôn nè. Đó, bố còn đẹp xuất sắc, tâm rời 260 luôn ha. Đó, này giờ lên trái ngang nha anh em nha. Lên trái ngang cho nó mạnh luôn anh em. Đó, giật hơi nè, hơi còn tốt nha. Rồi cục này bán cho anh em giá 300.000đ. 300.000đ. 54. 55 nè, vô cho anh em một con Echo nè. Echo đây là Echo 253 nha. Tình trạng bị cứng rồi ha. Bán cho anh em hên xui cho anh em luôn nha. Nè còn dính chút nhớt nè. Đó, bán hên xui cho anh em luôn nha. Bố còn dày nha. Nó xài bằng đề nè. Đó, ốc tán thì cũng còn đẹp nè, mất bình xăng con rồi ha. Đó, mẫu mã nè. Có sao bán vậy luôn nha. Giật được không? Cứng à, cứng à. Rồi cục này bán cho anh em 250.000đ đi, về anh em lấy phụ tùng nha. 55. 55 250.000đ. 56 nè, 56 vô cho anh em một con Makita nè ha. Makita đây, Makita 162 nè.
Đó, dây điện nó đây, dây điện nó nằm đây đây. Giật được không? Rồi con này bị cứng nha. Rồi cứng, con này bị cứng bán cho em 100 ngàn. 100 ngàn. 56. 56 100 ngàn. 57 nè, vô cho anh em một con KT 12 nè. Kawasaki KT 12 nha. Con này tum rời 260 nè, con này lăn được này mà tụt kỹ giật rồi nè. Nè. Đó, tum rời 260 luôn ha. Giật được. Rồi. Tụt kỹ giật rồi giờ làm nha. Rồi cục này bán cho anh em giá là 130 ngàn. Nhiêu? 57. 58 vô cho anh em một con. Ủa, cái cục này bữa giờ nó nằm đây miếng rồi anh em à. Thôi hôm nay bán cho anh em 100 ngàn. Anh em về làm gì làm đây. Bố thằng cô sinh 25 sơ sơi nè. 100 ngàn. Về làm gì làm ấy. Con này mà tính ra lỗ là tới 300 ngàn. Mã số 18. 18. 58. 58. 58 nha. 100 ngàn. 59 nè. Cục Echo Corit nè. Echo 281. À, 302 nha. Echo 302. Con này giật được nha. Ừ, giật được nè. Rồi cục này bán cho anh em giá 250. 250 ngàn. 59. 60 nè. 60 vô cho anh em một con GX25 nè ha. GX25 nha. Đó, 4 thùy. Hàng Thái xuất Nhật nha. Đây X-đời nè. Giật hơi cho anh em nè. Đấy, giờ anh em lấy phụ tùng nha. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 450. 60. Vô cho anh em một con Echo nè. Echo đây là 21 nè, 201 nè. Ha. Con này bị cứng nha. Mất bình xăng con rồi. Bình xăng thì vẫn còn nha. Mất cái gì á? Gì vậy? À, cục này bán cho anh em 90 ngàn. 61. Vô cho anh em một con Mitsubishi T130 nè. Con này lăn được nha. Nè lăn được. Nó là chỉ còn lại nhiêu này thôi nha. Ủa dây điện dây đốm nó đâu mất hết ta. Rồi nó có nhiêu này thôi nha anh em nha. Rồi cục này bán cho anh em giá nó là 150. Mã số 62. 62. 150 nha. 62. 63 bán cho anh em cục này 50 ngàn. Xin gu nè, bán cho anh em 50 ngàn thôi. Về anh em làm gì làm. 50 ngàn. Mã số 63. 64 vô không biết cái con này là con gì nha anh em nha. Mà lóc của nó nè. EC025 nha. Bít tông thì anh em coi nè. Siêu đẹp luôn. Đẹp đúng không? Đó, quá đẹp đúng không anh em. Rồi cục này bán cho anh em giá nó là 90 ngàn. 90 ngàn. Rồi 90 ngàn đi. 90 ngàn. 64. 65 vô cho anh em một con bơm nước 4 thì nè. 4 thì cho anh em nha. Con này bao lửa cho anh em luôn. Riêng con này là bao lửa cho anh em luôn nè. Ốc tán nè. Siêu đẹp luôn. Mắc áo à. Nó là thuộc dạng Robin OHV 25 sơ sơ nha. Đó 4 thì nè. Bình xăng còn bên đây nè. Bình xăng thì Ngọc thấy chưa bể nha. Đó, con này là không có bớt được đâu nha nên nha. Đó, tại vì nó mất cái áo thôi nha. Đó, giật hơi nè. Đó, đó. Con này bao lửa cho anh em luôn. Rồi. Con này bán cho anh em giá nó là 700 ngàn. 65. Vô tiếp cho anh em một con Robin nè. Con Robin này thì 25 sơ sơ nè ha. 25 sơ sơ. Con này thì mất bình xăng mẹ rồi. Đó, ống xả 34 thiếu nắp trên này nha. Có cái ren này luôn. Giật được không? Rồi. Ủa? Rồi con này giật được nha. Rồi. Con này bán cho anh em giá nó là 350. Mã số 66. Sáu bảy nè. Vô cho anh em một con KT. Đây là KT 15 hay sao á, KT 15 nha anh em nha. Đù, bên này áo riết đồ còn đẹp nè, sao bên cái ổ giật nó thì nó hơi xét xíu thôi. Cái này nãy giật được nha, nãy giật được nè. Nãy giật được mà tôi giật à, về anh em làm việc giật lại nha. Đó, bể bình xăng. Nãy nó còn đẹp lắm anh em à, con này nó còn đẹp lắm nè. Anh em coi dàn áo đó nè.
em cá tơ 15 bơm nước nha, ống xả 34 luôn ha. Rồi con này bán cho anh em giá 350 luôn ha, 350 luôn, 350 ngàn, 67, mã số 67 nha anh em nha. Đó, 68 nè, vô cho anh em ba cái bình xăng của thằng Echo nè ha, ba bình xăng của thằng Echo nha anh em nha. Đó, ba bình này bán cho anh em 100 ngàn. Xong anh 68. Một trăm ngàn mà ghi giữ đi. 68 bán cho anh em 100 ngàn nha. Nè, ba cái bình xăng con, vô cho anh em mớ bori 4 thì của thằng gửi 25 hay là 35 gì nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 cái. 17 cái thì 17 cái thì bán cho anh em là 170 ngàn luôn. Số 69 170 ngàn. Rồi, số 70 nè, vô cho anh em mấy cái này nha, có Nhật có, là có Trung Quốc có nha, Trung Quốc xuất Nhật á nha. Rồi hết cái đống này bán cho anh em 150 luôn. Rồi, số 70 150 ngàn, vô mớ bori cho anh em này, 2, 4, 6, 8, 10. Cái này là dính nhớt nha anh em nha, nhớt quá trời luôn ha. Được cái hai bori, hai cái bori đẹp nè. Rồi cái này bán cho anh em 100 ngàn, mã số 71 100 ngàn. Số 72 nè, có mấy cái quanh chới này nè anh em, coi thử cái này, cái chớ cưa nè. Rồi cái đây của thằng hình như là TV đồ sao á nè. Nè, rồi hết cái đống này cho bán cho anh em 100 ngàn. Rồi đưa mấy cái đầu bò qua đây đi, khỏi cần được giấy. Rồi có cái đầu bò này cho anh em nè, đầu bò này ti vuông ống 28 nè, nè ti vuông loài vậy này nha. Rồi, ống 28. Rồi cái này bán cho anh em 80 ngàn. 73 74 nè, vô cho anh em nè một cái đầu bò nè, một cái đầu bò này cứng mẹ đã, cứng rồi, 50 ngàn. Ống 28 ti vuông gì luôn nha, 50 ngàn. Hả? 74 75 nè, hai cái luôn. 75 hai cái này bán cho anh em 50 ngàn. 70 ngàn luôn, hai cái đi, 70 ngàn đi. À, hai cái này quên chứ. Hai cái này là của thằng Komitsu nha. Của thằng G2K đó, nè. Phải không ta? Không, cái này là hình như là của Hitachi hay sao nè. À, cái này của thằng Hitachi. Ha. Còn này là của thằng Komitsu à, G2KM nè. Đó, rồi. Cặp này bán cho anh em 70 ngàn. Hai con 70 ngàn. Ghi giá tiêu đề là hai con 70 ngàn nha anh em nha. Anh em đừng chửi nha. 70 ngàn. Mã số 75. Hả? 75. Mã số 75. Đó. Rồi, nói chung là hôm nay Ngọc Linh như này thì anh em coi những con máy nào cảm thấy nó phù hợp với mình thì mình có chọn ha anh em ha. Thì đầu tiên là cũng xin chúc bà con là một buổi chiều ấm áp vui vẻ, trong ngày của tuần vui vẻ, chàng này đi vui ha. Đó, xin chào và hẹn gặp lại ha.